Vâng, tính đến lúc này thì bão số 2 sẽ không đổ bộ vào Việt Nam của chúng ta. Tuy nhiên thì nó được dự báo là sẽ đi vào khu vực đất liền của các tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Và nó thì cũng không ảnh hưởng, không vào nước ta nhưng mà nó lại ảnh hưởng tới thời tiết của đất liền, làm cho miền Bắc và miền Nam thì có sự phân hóa rõ rệt. Mặc dù là các luồng gió thổi qua miền Bắc và miền Nam đều là cùng hướng vào tâm bão, nhưng ở phía Bắc là gió Tây Bắc thổi từ lục địa Trung Quốc ra và với bản chất là gió khô nên thủ đô Hà Nội trời ít mây và nắng sớm. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh và miền Nam thì gió Tây Nam thổi từ biển vào nên nó mang theo mây ẩm, trời nhiều mây và âm u. Và chúng ta có thể quan sát thấy rõ rằng trên ảnh mây vệ tinh thể hiện rõ ràng sự khác biệt này. Một nơi thì quang mây, còn một nơi thì lại là mây dông dày đặc. Vì vậy, nhiệt độ chiều nay ở hai thành phố cũng sẽ khác hẳn nhau. Tại thủ đô Hà Nội dự báo là mức nhiệt cao nhất sẽ vào khoảng 35 độ, trời nóng và nắng đến tận chiều. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì không khí mát mẻ với mức nhiệt là 33 độ. Và sau 14 giờ chiều thì trời sẽ chuyển mưa và kéo dài đến tận đêm. Chuyển sang thời tiết ở trên biển với cường độ là mạnh cấp 10 thì bão số 2 trưa nay chỉ cách đảo Đài Loan của Trung Quốc khoảng là 240 km. Về hướng di chuyển của nó là Bắc Tây Bắc, sau đó là Tây. Dự báo là ngày mai nó sẽ đổ bộ vào Quảng Đông của Trung Quốc. Trong hôm nay nó tiếp tục gây ra gió mạnh cho nhiều vùng biển ở nước ta. Khu vực Đông Bắc của Biển Đông sẽ có gió mạnh là cấp 6, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Và độ cao sóng biển ở đây là từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Ngoài ra thì vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam của Biển Đông, huyện đảo Trường Sa sẽ có gió mạnh là cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển ở đây cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Kèm theo đó là cả mưa dông và khả năng xảy ra lốc xoáy. Diễn biến của bão thì sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo.